trên trang web của tập đoàn Oan Lĩnh mới phát tin có hình ảnh của cháu ngồi cạnh Tây Đức. Chúng ta cần phải vô hiệu hóa clip đó gấp. Cháu không được phép sơ suất nữa nhé. Vâng, cháu sẽ rút kinh nghiệm ạ. Phải luôn tỉnh táo, các chú tin cháu. Dạ vâng, cháu biết rồi ạ. Anh Long, em đi gặp sếp tí nhé. Anh, Sao? Tổ của mày chỉ tiêu xong chưa? Cũng gọn gọn rồi anh ạ. Này, thời gian vừa rồi anh thấy lão Thắng Già và Triều Nhỏ đi đâu mà vắng suốt thế? Lão Triều thì đi học, còn ông Thắng thì ông cứ lượn suốt đi, mấy bối đi có báo cáo em đâu mà biết. Thế cái Lam ở đội em ấy, nó luân chuyển đi đâu ấy nhỉ? À cái Lam à? Nó lên Sima rồi, hâm lắm. Hôm trước tao xem tivi nhá, thấy cái Lam đứng cùng ông chủ tịch tập đoàn On Lê, thế mới kinh. À, em chào anh Lâm. Ừ, chào em. Bảo nó đứng cùng ông hơ mông nào thì còn nghe được, đúng đúng chủ tập đoàn anh. Thật mà. Thế khả năng mắt anh gà hóa quốc rồi. Mày nói chẳng khác gì sếp Tuất.